Đường bay Đà Nẵng Ahmedabad, Ấn Độ do hãng hàng không Vietjet Air khai thác với tần suất 2 chuyến khứ hồi tuần bằng tàu bay Airbus A320, 180 ghế, chuyến. Dịp này, Hoa hậu Hoàn Vũ Ấn Độ 2024 Rhea Sinha thực hiện video, bộ ảnh quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng. Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP, Đà Nẵng, Ấn Độ là thị trường tiềm năng của du lịch Đà Nẵng, đường bay Đà Nẵng Ahmedabad có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch Ấn Độ. Thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang tập trung nguồn lực chủ động đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, xúc tiến mở các đường bay từ Đà Nẵng đến một số thành phố của Ấn Độ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ để hình thành hệ sinh thái du lịch đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách du lịch Ấn Độ, nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh an toàn điểm đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp du lịch dịch vụ ẩm thực, các hãng hàng không, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tối đa hóa trải nghiệm của du khách Ấn Độ nói riêng và các du khách quốc tế chuyên biệt tại Đà Nẵng. Bao gồm bố trí phòng cầu nguyện tại sân bay, hỗ trợ phát triển và truyền thông về hệ thống các nhà hàng, cơ sở ẩm thực đạt chứng nhận Halal, ẩm thực Ấn Độ. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng thông tin 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch thành phố đạt được những kết quả ấn tượng với 8,67 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3,17 triệu lượt, đặc biệt lượng khách từ thị trường Ấn Độ đạt 139.086 lượt, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2023 trong điều kiện chưa có đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Đà Nẵng. Trong năm 2024, TP Đà Nẵng cũng đã thu hút 4 đám cưới lớn của các cặp đôi Ấn Độ với hơn 1.200 khách và 20 đoàn khách du lịch Mai từ Ấn Độ với khoảng 3.000 lượt khách. Sản phẩm du lịch, dịch vụ và chất lượng phục vụ của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung rất thích hợp với thị hiếu của khách Ấn Độ. Với bờ biển đẹp cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng như sản phẩm du lịch ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn như du lịch golf, du lịch Mai, du lịch cưới, ẩm thực và văn hóa, những năm gần đây du khách Ấn Độ dần biết đến thành phố biển Đà Nẵng như thiên đường cho các chuyến du lịch cao cấp và là nơi tổ chức đám cưới của các tỷ phú Ấn Độ, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói. Theo bà Thi, đường bay Đà Nẵng Ahmedabad ra đời không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa hai nước mà còn mở ra những cơ hội mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và công nghệ. Đà Nẵng là một thành phố năng động với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, là cửa ngõ quốc tế của miền Trung Việt Nam với thế giới. Ahmedabad, thành phố giàu truyền thống văn hóa và là trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ, sẽ là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch và các nhà đầu tư. Đường bay Đà Nẵng Ahmedabad, Ấn Độ do Vietjet Air khai thác, tạo động lực tăng trưởng khách du lịch Ấn Độ. Hãng hàng không Vietjet Air khai thác đường bay Đà Nẵng Ahmedabad bằng Airbus A320, 180 ghế, chuyến, 2 chuyến khứ hồi, tuần. Đà Nẵng tập trung nguồn lực xúc tiến quảng bá du lịch, mở đường bay, đa dạng sản phẩm dịch vụ và tăng cường chất lượng phục vụ để thu hút khách Ấn Độ. 9 tháng đầu năm 2024, Đà Nẵng thu hút hơn 3,17 triệu khách quốc tế, trong đó khách Ấn Độ đạt 139.086 lượt. Ngoài du lịch, đường bay này tạo cơ hội hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa và công nghệ giữa hai nước.